Xin chào mọi người, đến với kênh tô màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nhau tô tranh hai chú cá heo nhé. Cái chú đầu nhé. Mình sẽ dùng màu, cam để tô chú cá heo lớn trước. Sửa màu vàng để tô phần bụng cá. Bây giờ em to thì em di cái hình trắng, em kéo cái hình trắng cho nó dễ. Đây, rồi đưa cạnh con rồi. Cái zoom nữa thì to sẽ lên cao kéo. Đưa cho vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người.